Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ebay Channel. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với một video khá là đặc biệt các bạn ạ. Tại vì trong video này thì mình sẽ unbox một chiếc điện thoại đặc biệt. Và với chiếc điện thoại này thì mình phải đặt hàng mất tầm 2-3 tuần từ UAE về Việt Nam thì bây giờ mình mới có trên tay ở đây. Đây chính là con Casphone Cat S6, một trong những dòng điện thoại có thể gọi là bố của siêu bền luôn. Và con điện thoại này thì mình đặt gọi là đặt sách tay từ UAE nên là nếu các bạn muốn mua thì hơi khó. Còn nếu các bạn muốn mua cho mình những dòng điện thoại hàng chính hãng thì các bạn có thể tham khảo ngay tại hệ thống của Di Động Việt thông qua đường link ở phần mô tả video nhé. Di Động Việt đang cho đặt sớm những sản phẩm như iPhone 13, iPhone 13 Pro hay là Pro Max đều có một cái mức giá rất là tốt cho anh em. Ngoài ra thì với những dòng điện thoại Android cũng có một cái mức giá thơm không tưởng. Rồi, còn bây giờ thì đánh giá về em Casphone S60 này thôi. Ok, với em Casphone S60 này thì mình chia sẻ thật với các bạn là nếu như chúng ta mua ở Việt Nam thì mức giá không dưới 8 triệu. Hoặc thậm chí là nếu các bạn mua ở một số shop có sẵn hàng ấy thì chắc chắn luôn là 8 triệu chỉ mua được hàng line new. Còn nếu mà hàng full box nguyên siêu ấy thì mức giá của nó sẽ rơi vào tầm là 11 đến 15 triệu. Nhưng các bạn biết mình mua con này giá bao nhiêu không? Mình mua con này ở Facebook anh Phạm Tuyên, đúng không ta? Đấy, với mức giá khoảng tầm là 5 triệu, trên dưới 5 triệu thôi. Nói chung là một cái mức giá phải gọi là quá đẹp. Rồi, chiếc máy của mình là một chiếc máy nguyên siêu này, có logo Cat ở đây, Cat S60 ở ngay bên dưới. Và bên phải các bạn sẽ có là catphone.com này, built-in, built for IT à. Đấy, và các bạn sẽ có tiêu chuẩn là watt chống nước ở độ sâu là 5m trong 1 giờ. Rồi các bạn sẽ có những thông tin của nó ở phần mặt sau. Đây là một chiếc điện thoại được ra mắt rất là lâu rồi nhá, nhưng mà nó vẫn còn hàng nguyên siêu luôn các bạn ạ. Thực sự là quá bất ngờ, không hiểu sao anh Phạm Tuyên thì đào đâu ra được những điện thoại VIP Pro đến như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành là khui siêu luôn. Rồi, và đây là cái phần còn lại của con Cat S60. Và các bạn biết rằng là Cat S60 ấy là có một cái điểm mà mình nghĩ rằng là nó vượt tầm giá. Trong tầm này chắc chắn là không con nào có thể có được, kể cả iPhone, kể cả Samsung và tất cả những dòng điện thoại khác. Đó chính là tính năng camera nhiệt. Và các bạn biết không, cái tính năng camera nhiệt này nếu các bạn mua cảm biến của Philz thì mức giá của nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 6 đến 8 triệu cho mỗi cái cảm biến camera nhiệt thôi mà các bạn chưa có điện thoại nhé. Nếu mà chúng ta mua điện thoại với mức giá khoảng tầm là 5 triệu đến 6 triệu thì đây là một cái mức giá quá hời rồi đó. Và bên trong các bạn sẽ có chiếc Cat S60 của mình. Ui, hàng nguyên siêu mới cóng luôn các bạn ạ. Nhìn xịn thực sự, VIP thực sự luôn. Wow, thiết kế của những dòng điện thoại Cat thì không bao giờ làm anh em phải thất vọng. Đây là cái nắp cảm biến gì đây? Có một cái G ở đây này. À, đây là cái cần gạt để chúng ta chuyển qua cái chế độ chống nước là 5m. Cái hoàn thiện của nó giống vân carbon. Và mình không biết là có phải vân carbon thật hay không, thì một chút nữa mình sẽ test cho bạn xem. Đó, mặt trước đây. Rồi, chúng ta cùng xem coi phụ kiện của một con điện thoại hoặc là siêu bền thì nó sẽ như thế nào nhá. Ở bên trong hộp thì các bạn sẽ có ở đây là một cái cổng truyền, tại vì là đây là tiêu chuẩn của UAE mà. Ngoài ra thì các bạn sẽ có ở đây là một cái ở cái củ sạc của nó, bao gồm là cái đầu để gắn vào cổng truyền. Và các bạn sẽ có là một cái sợi cáp sạc. Rất tiếc nhá, con cáp này thì nó vẫn đang dùng cái tiêu chuẩn micro USB. Nếu mà có Type-C thì ôi trời ơi, ngon biết mấy. Đó, sách hướng dẫn sử dụng của Cat, miếng dán màn hình được tặng kèm luôn. Ui, xịn sò con bò thật sự. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành khui siêu và trải nghiệm sâu hơn về em Cat S60 này nhá. Đây, cái miếng siêu của nó ngay đây này các bạn. Ui, để kích hoạt nguồn lên xem là có lên nguồn hay không nhá. Cái nguồn nó ở đâu nhỉ? Bên này là hai phím, bên này cũng hai phím. Chắc là cái phím này các bạn ạ. Hoặc là có thể con Cat của mình, con này nó để lâu quá rồi nên là không lên nguồn. Thì một chút nữa mình sẽ tiến hành là sạc pin và kích hoạt nguồn em nó lên để xem là em này có lên được hay không. Ui, không lên nguồn các bạn ạ. Quả này đặt hàng online là toang rồi. Để mình bật nguồn cố thêm một xíu nữa nhá. Few moments later. Không lên thật luôn. Thực sự là con này không lên nguồn luôn. Thôi, chết rồi. Quả này đi luôn 6 củ rồi, đi luôn 5-6 củ rồi. Không lên là không lên. One eternity later. Ok, và đây là cái đánh giá của mình sau khi trải nghiệm về em Cat S60 này. Thực sự ấy, là mình hơi thất vọng khi mà mua chiếc điện thoại này. Nhưng mà thất vọng ít chứ không phải thất vọng nhiều. Tại vì căn bản dù sao cũng đã bỏ tiền ra mua chiếc Cat 60 này rồi thì thất vọng nhiều thì cũng chả có giải quyết được vấn đề gì. Ok, đánh giá đầu tiên của mình ấy, Cat S60 không phải là chiếc điện thoại dành cho mọi người mà nó dành cho những đối tượng cực kỳ đặc biệt. Cực kỳ đặc biệt ở đây, những bạn mà làm điện lực này,
những bạn làm công trường này, chúng ta cần một chiếc máy hầm hố và đặc biệt là cái camera của nó có camera nhiệt, thì em này chính là cái sự lựa chọn vô đối luôn. Tại vì đây chính là chiếc máy camera nhiệt đầu tiên và điện thoại camera nhiệt với mức giá rẻ nhất trong thời điểm hiện tại. Nói về cái điểm thiết kế thì CAT S60 Pro có một cái điểm thiết kế mà mình thấy rằng là rất là dị và gần như không giống so với bất cứ một con điện thoại nào trên cái quả đất này. Các bạn thấy không? Mặt lưng của CAT S60 thì nó sẽ làm từ chất liệu là nhựa nhưng mà có họa tiết vân giả carbon. Ban đầu thì mình cứ tưởng carbon thật đấy, nhưng mà khúc này là làm từ nhựa nha các bạn. Logo CAT ở đây, lưu ý rằng CAT ở đây là CAT phone, khác hoàn toàn so với lại những cái máy cẩu, máy xúc đang chạy ngoài đường cũng có logo hình chữ CAT này. CAT phone thì họ chỉ mua cái thương hiệu xong rồi về sản xuất điện thoại, chứ không phải thương hiệu sản xuất máy cuốc, máy cẩu các kiểu đi sản xuất điện thoại đâu nhá. Đấy, chúng ta cần làm rõ ở cái điểm này. Đó, và cái phần khung viền của chiếc CAT phone này thì úi dồi ôi, nó thuộc dạng là siêu trâu bò luôn. Khi mà các bạn thấy này, nguyên một cái khối nhôm siêu dày ở đây. Đó, và ở ngay bên dưới các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có những cái dải anten nhỏ nhỏ, và khối nhôm này thì sẽ có những cái đường cắt cách kim cương, nhìn cũng khá là đẹp và trông cũng khá là hiện đại các bạn ạ. Còn cái điểm nhô lên ở đây chính là cái mình không biết là tại sao CAT lại thiết kế một cái phần nhô lên ở đây. Tại vì là như vậy thì mình thấy rằng là nó cũng không có giải quyết được vấn đề gì ở đây cả. Nhưng mà khi mà mình xăm soi lại thì mình thấy rằng là cái cảm biến của con CAT thời xưa ấy, nó khác so với những cảm biến của con điện thoại CAT S61 hay là một vài con điện thoại có cảm biến nhiệt bây giờ, nó nhỏ hơn. Còn cảm biến nhiệt thời xưa khi mà mình xem cái hình của nó thì mình thấy cảm biến nhiệt của nó rất to, nên là CAT bắt buộc phải làm điều này để có thể là tích hợp được cái cảm biến nhiệt đầu tiên trên thế giới vào đây các bạn ạ. Và kế bên cái cảm biến nhiệt thì các bạn đã thấy rồi, logo của Feel, các bạn sẽ có camera chính và camera con này có độ phân giải 13 chấm. Các bạn đừng có kỳ vọng vào chất lượng camera, con này thì camera sẽ khiến cho các bạn thất vọng đấy. Camera ở ý mình nói ở đây là cái camera điện thoại nhá, chứ không phải là camera nhiệt đâu. Bên dưới các bạn sẽ có đèn flash, các bạn sẽ có dòng chữ là cảm biến nhiệt này, độ sâu kháng nước là 5m, và các bạn sẽ có một cái dấu ở đây. Ban đầu mình cứ tưởng là bật con này, cái dấu này là nó sẽ kháng nước 5m, nhưng mà không phải. Vì khi mà mình xăm soi tất cả những phần khung viền của con CAT này thì không có bất cứ một cái lỗ nào để cắm quay chọc sim. Và cuối cùng là mình phát hiện là khi mà chúng ta bẩy cái này ra thì ngay bên trong các bạn sẽ có ở đây là khay cắm sim 1, khay cắm sim 2 và khay cắm thẻ nhớ nằm ở đây nhá. Và đương nhiên là cái rong cao su chống nước là điều không thể thiếu rồi. Đó, các bạn sẽ đóng lại và bằng cách bấm nó xuống thôi. Nói chung là cái phần hoàn thiện rất tốt. Đến với những điểm khác thì về cái phần gu lên ở phía trước thì các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có logo Feel tiếp tục ở đây này. Và với cái phần mặt trước, có thể với con CAT S1 này thì đối với cá nhân mình thì mình thấy rằng là nó rất là hầm hố, nó rất là trâu bò các bạn ạ. Các bạn sẽ có thiết kế tổng thể thì nó hơi quê mùa, tại vì thời điểm này thì không có bất cứ một con điện thoại nào còn dùng thiết kế này nữa. Màn hình 16:9 này, viền trên viền dưới siêu dày luôn. Nhưng mà để đảm bảo gọi là cái tính chịu lực và độ bền của cái điện thoại thì chắc chắn CAT bắt buộc phải làm điều này. CAT sẽ sử dụng cho mình một cái màn hình với cái tấm nền là ACAHVA. Mình không biết đọc như thế nào cho đúng, tại vì tấm nền đây là lần đầu tiên mình tìm hiểu về cái tấm nền này. Nó sẽ có kích thước là 4.7 inch ngang với lại một chiếc iPhone 8. Độ phân giải HD, độ sáng thực sự mình thấy rằng là cũng đủ để chúng ta có thể sử dụng nó trong cái môi trường ngoài trời này nọ. Mình thấy rằng là ok. Về cái màn hình này thì nó không quá rộng, nên là khi mà chúng ta sử dụng hoặc là dùng nó để cho những cái mục đích như xem phim giải trí thì thôi bỏ qua đi. Logo phía trên của nó sẽ là logo CAT này. Camera selfie ở đây sẽ có độ phân giải là chính là 5 chấm. Chất lượng selfie thì một chút nữa mình sẽ nói sau. Bên dưới các bạn sẽ có ở đây là cái phím bấm vật lý huyền thoại của chúng ta. Home, đa nhiệm, và các bạn sẽ có ở đây là một cái phím back đó để chúng ta có thể quay trở lại với trang trước. Tại vì với một số cái điều kiện sử dụng thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái phím home vật lý này. Đó, ví dụ như là lặn xuống dưới nước thì làm sao? Những cái nút home cảm ứng các kiểu làm sao mà dùng được? Thế nên phím bấm vật lý chính là thứ mà CAT đang có để giúp chúng ta có thể là lặn được dưới nước. Và thêm một cái nữa là con này sẽ có cái chế độ để chúng ta có thể chuyển đổi giữa 5m và 2m ở đây. Cái chế độ này thì mình thấy nó sẽ giúp chúng ta khóa cái phần màng loa lại, tại vì nó tích hợp ở cái phần màng loa dưới và màng loa trên. Mình nghĩ rằng nó sẽ khóa cái phần màng loa lại để chặn nước đi sâu vào bên trong máy, và điều đó giúp cho máy có thể kháng nước được từ 2m lên 5m một cách dễ dàng. Nhưng các bạn đừng vội mừng, tại vì con CAT của mình mua đập hộp nhá. Khi mà mình tháo ra để cắm sạc này, ui nó rớt bố luôn cái nắp đậy USB. Bây giờ là tính ra là máy mất khả năng kháng nước luôn rồi, tại vì cái nắp đậy cổng USB này
thì nó được làm từ chất liệu silicone, và khi mà nó chụp vào đây thì nó sẽ che cái cổng sạc lại để tăng khả năng kháng nước cho con cát này. Và bây giờ nó rớt mấy cái cổng này rồi thì mình cũng không biết là kháng nước kiểu gì. Lý giải cho điều này ấy, thì mình nghĩ rằng là con cát này nó được sản xuất vào năm 2016 và đến bây giờ nó được ra mắt khoảng tầm là 5 năm rồi, và đây là con hàng tồn kho khoảng tầm 4-5 năm, nên là khi mà chúng ta quay trở lại sử dụng em nó thì cái cao su bên trong những cái phần này nó đã bị gọi là lão hóa rồi. Nếu mà các bạn dùng thì các bạn nên bôi trơn nó để phục hồi cái phần cao su này lại thì may ra mới có thể dùng được. Còn cá nhân mình không biết, ban đầu mình cứ tưởng là cứ tháo ra rồi sạc pin như bình thường, tháo ra một phát đi luôn, đây mất khả năng kháng nước luôn, cay thực sự. Nên là nếu như các bạn nào mà mua chiếc máy này nguyên siêu thời điểm hiện tại thì nên lưu ý điều này nhé, nên sử dụng dầu bôi trơn để có thể là bôi trơn cho cái phần này. Ok, ngoài ra thì các bạn sẽ còn có ở đây, đó chính là cái rắc cắm 3.5 của chúng ta được giấu rất kín ở đây các bạn ạ. Ban đầu mình cứ tưởng là con này nhôm nguyên khối, chỉ có nút nguồn ở đây thôi hoặc là một vài cái phím bấm thôi, nhưng mà con này có rắc cắm tai nghe ở đây luôn. Mình sẽ cậy nhẹ nhẹ thôi, không khéo nó rất bố nó cái tai nghe thì hơi buồn. Rồi, đến với những cái điểm khác đi. Thì với con CAT S60 này thì nó sẽ chạy cho chúng ta một cái giao diện Android rất là quen thuộc từ cái phiên bản Android 6.0 các bạn ạ. Thực sự là con này có một cái phiên bản Android phải gọi là xịn sò con bò thực sự luôn. Đấy, phiên bản Android 6.0 này, kiểu máy là CAT S60, là chúng ta sẽ có phiên bản tầng cơ sở được vá vào năm 2018. Tức là chiếc máy này thì nó đã ngưng cập nhật phần mềm từ rất là lâu rồi. Với phiên bản Android này thì mình thấy nó rất là thuần thôi, không có gần như không có bất cứ một sự tùy biến nào đáng kể ở đây cả. Đây, thanh thông báo trạng thái này, rồi cái ứng dụng của nó đấy, tương tự như là tất cả những dòng Android 6.0 khác. Nhưng mà có một số cái tính năng thì CAT đã update vào để giúp chiếc máy này nó làm việc trong những cái môi trường khắc nghiệt một cách tốt hơn. Ví dụ như là chúng ta sẽ có công cụ là app Toolbox này, rồi là có những app phục vụ riêng cho cái từng nhiệm vụ khác nhau đó. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái app nữa có tên là MyFuel. MyFuel này chính là cái cảm biến camera nhiệt đó các bạn ạ. Nhưng mà trước khi đến với camera nhiệt thì mình sẽ nói về cái phần cấu hình trước. Con này sẽ chạy như mình có chip là Snapdragon 617. Và với con chip Snapdragon 617 thì bây giờ nó chỉ có thể là kích hoạt nguồn lên được và lướt được thôi. Chứ còn bây giờ mình lướt Facebook, mình lướt TikTok hay là mình lướt bất cứ cái gì thì nó đều lag, và thỉnh thoảng là ở ngoài giao diện chính mình lướt đôi lúc còn khựng, chứ đừng nói là muốn sử dụng nó một cách lâu dài. Nói chung á, là những người mà đã xác định là mua chiếc máy này về thì chỉ phục vụ nó cho những cái mục đích rất rất là đặc biệt, nên là cũng chả ai mua nó để chín game, cũng chả ai mua nó để giải trí làm cái gì cả. Nên là các bạn lưu ý điều này nhé. Đó, và con này sẽ được trang bị cho mình bộ nhớ RAM là 3GB, bộ nhớ trong của nó sẽ là 32GB, đủ để chúng ta tải những cái phần mềm cần thiết trong công việc. Ví dụ như là một số phần mềm của những anh thợ điện thì có thể là tải phần mềm của bên điện lực vân vân, cài vào đây để đi check đó. Đến với phần camera đi, thì camera của con này có độ phân giải là 13 chấm, và mình tin đây là một trong những camera mà có khả năng chụp ảnh gọi là đỉnh của chóp luôn. Đỉnh của chóp ở đây là mình nói nó quá đấy các bạn, tại vì căn bản là camera con này quá mờ luôn, zoom vào thì gần như chả thấy gì. Còn camera selfie của nó nhá, đây camera selfie của nó có độ phân giải là 5 chấm, trời ơi. Nó còn có chế độ là nhận diện gương mặt để xem con đang cười hay đang khóc đây à. Chán đời thực sự luôn các bạn ạ. Nói chung là camera con này thì ở cái mức là chụp được thôi, chứ còn nói về chất lượng thì thôi, bỏ qua nhá. Ok, đến với một cái yếu tố mà mình đã quyết định chọn con CAT này. Thực ra ấy, mình không chọn nó về phần nó hầm hố, mình không chọn nó vì phần nó đến từ thương hiệu CAT, hay là mình không chọn nó về phần nó pin trâu hay là cái gì cả. Mà mình chọn nó vì có cảm biến feel như ở đầu video. Và mình đã nói với các bạn rồi là cảm biến feel này, mỗi cảm biến không thôi nhá, là giá tiền nó đã ăn đứt con CAT S60 rồi. Thế nên là mình lựa chọn con này để có cái cảm biến feel với mức giá rất rẻ cho anh em. Đó, mức giá con này thì mình mua khoảng tầm là trên dưới 5 triệu thôi. Cái này thì tùy anh em có thể tìm kiếm trên mạng nhá. Mà có được cái cảm biến feel này rồi, trong khi cái cảm biến feel không thôi nhá, mà chúng ta mua để cắm vào điện thoại đấy, giá của nó cũng đã tầm là 8 đến 10 triệu, hoặc là từ 6 đến 10 triệu mình không nhớ, bởi trước mình có search mà mình quên rồi. Nó mặn hơn rất là nhiều, thế nên là lựa chọn con CAT này là một cái biện pháp kinh tế. Rồi, và cái cảm biến này nó hoạt động như thế nào thì chúng ta sẽ bật cái app đó chính là MyFuel lên. Thì ở trong cái app MyFuel ấy thì nó sẽ cho chúng ta làm được rất nhiều thứ. Cái mục đích mình mua con này về là mình đo nhiệt độ, test máy. Đó, thì mình sẽ dùng nó để test mặt sau điện thoại coi là nóng được bao nhiêu độ C, rồi cái nhiệt độ của những sản phẩm công nghệ mình mà mình review để xem là nó nóng được bao nhiêu độ C.
Các bạn thấy không? Như con này là mình đang test con Galaxy M22 này. Con này thì chơi game cực kỳ mát. Mình thấy rằng là nó chỉ nóng lên tối đa ở cái mức tầm là 40 và 44 độ C nếu như các bạn ở trong cái môi trường nhiệt độ ngoài trời. Còn nếu ở máy lạnh thì không bao giờ nó quá 40 độ C luôn. Đó, có thể kiểm tra được thân nhiệt này. Cực kỳ hay luôn các bạn ạ. Đó. Và các S60 ấy thì nó sẽ có đầy đủ tiếng Việt nên các bạn thấy không? Có cái phần là nhiệt độ trung bình này, nhiệt độ tối đa, nhiệt độ tối thiểu và chúng ta có thể kiểm tra được thân nhiệt luôn. Ui. Các bạn thấy không? Đây chính là thứ tạo nên giá trị của con CAT E60 này chứ không phải bất cứ thứ nào khác. Nên là nếu bạn nào mà đã lựa chọn con này thì chắc chắn 100% là vì cái cảm biến của view. Ok, nhưng mà cái cảm biến này thì chỉ dùng được camera sau thôi nhá. Tại vì căn bản là camera của nó là cảm biến nhiệt ở phía trên chứ không phải là thích dùng camera nào thì dùng đâu. Con này không có camera trước cảm biến nhiệt đâu các bạn ạ. Ok, đến với điểm tiếp theo thì con này sẽ có cho mình một cái viên pin 3800 mAh. Nói chung là cũng ổn và nó sẽ có công nghệ sạc nhanh 18W, Quick Charge 2.0. Khả năng kháng nước thì là 5m nhưng mà đã mất khả năng kháng nước khi mà mình bị chọt rớt mất hai cái rắc cắm này rồi. Ngoài ra thì con này còn có chức năng đặc biệt, ví dụ như là bộ đàm bằng cách là có công tắc màu vàng ở đây. Các bạn có thể ấn giữ vào thì ngay lập tức nó sẽ bật cái chế độ là PTT. Đấy, Foot to Talk ấy. Rồi, còn gì để review con này nữa nhỉ? Thực sự thì con này không có gì hay ho lắm các bạn ạ. Có mỗi cái feel thì mình nói từ nãy giờ rồi. Ok, các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Thực sự là trong tầm giá loanh quanh 5 triệu, các bạn sẽ có rất là nhiều những dòng điện thoại chính hãng đáng mua. Chứ còn con này thì mình thấy rằng là không nên mua nếu như các bạn muốn dùng nó là một chiếc điện thoại bình thường. Tại vì bình thường thì con này chả giải quyết được vấn đề gì cả. Pin của nó cũng không quá trâu, hiệu năng không mạnh, màn hình không đẹp, thiết kế thì nó lại kiểu gì ấy. Ok, nhớ để lại một like và subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.